Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 16 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin hai scandal liên tiếp, cổ phiếu FEC của Trịnh Văn Quyết và Tân Hoàng Minh bỏ cọc. Vụ bán chui 75 triệu cổ phiếu của ông Trịnh Văn Quyết và vụ bỏ cọc hủy kết quả đấu giá đất ở Thủ Thiêm của tập đoàn Tân Hoàng Minh vẫn khiến dư luận không ngớt xôn xao vì kiểu hành vi khôn lỏi của doanh nhân nghìn tỷ đang khiến cho thị trường nhiễu loạn và nhiều nhà đầu tư điêu đứng vì thiệt hại không biết kêu ai. Doanh nhân Trần Quốc Quân từ Warsawa, Ba Lan đã có bài bình luận đăng trên đài tiếng nói BBC của Anh Quốc về sự kiện này. Ông chia sẻ, mấy ngày qua tại Việt Nam đã xảy ra hai vụ việc lớn có thể gọi là scandal chưa từng có trong lĩnh vực kinh tế. Vụ thứ nhất là việc ông Trịnh Văn Quyết bán chui 74,5 triệu cổ phiếu của công ty cổ phần tập đoàn FEC, mã là FEC, trên sàn chứng khoán ở thành phố Hồ Chí Minh trong phiên giao dịch vào ngày 10 tháng 1 năm 2022. Đây là hình ảnh lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa tập đoàn FEC và tập đoàn Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Anh Dũng bên trái và ông Trịnh Văn Quyết bên phải. Dù báo chí đã đưa tin nhiều, tôi thấy chúng ta vẫn cần phải hiểu rõ vấn đề là tại sao gọi vụ việc của ông Quyết trên đây là bán chui cổ phiếu. Theo quy định tại khoản 1 điều 32 thông tư số 96/2020 do Bộ Tài chính ban hành và luật chứng khoán năm 2019, nhà đầu tư là thành viên trong hội đồng quản trị, trong ban giám đốc và trong ban kiểm tra của công ty phải gửi văn bản xin phép giao dịch tới Ủy ban chứng khoán nhà nước. Nếu Ủy ban chứng khoán nhà nước duyệt thì nhà đầu tư phải thông báo thông tin giao dịch đó cho Sở Giao dịch Chứng khoán SSC tối thiểu 3 ngày trước khi giao dịch. Nhưng ngày 5 tháng 1 năm 2022, ông Trịnh Văn Quyết mới gửi văn bản xin phép bán 175 triệu cổ phiếu FEC tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sau khi văn bản này được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước duyệt, ông Quyết không hề thông báo bằng văn bản cho Sở Giao dịch Chứng khoán trước khi bán 3 ngày như đã quy định. Nếu bán thành công 175 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu của ông Quyết tại FEC sẽ giảm từ 30,34%, tức là hơn 215 triệu cổ phiếu, xuống chỉ còn 5,7%, hơn 40 triệu cổ phiếu. Phải hiểu việc thoái vốn với số lượng khủng khiếp này là cuộc tháo chạy khỏi doanh nghiệp xương sống, tâm huyết của ông Quyết mà ông đã xây dựng nên trong bao năm qua. Nhà đầu tư nắm giữ và giao dịch cổ phiếu FEC hoàn toàn không biết việc ông Quyết được duyệt bán 175 triệu cổ phiếu FEC và cũng không biết việc ông Quyết đã lặng lẽ bán chui 74,5 triệu cổ phiếu FEC trước khi truyền thông công bố thông tin. Phiên giao dịch cổ phiếu của FEC vào ngày 10 tháng 1 năm 2022 diễn ra đầy kịch tính. Trong phiên giao dịch này, mã FEC đã khớp lệnh gần 135 triệu cổ phiếu, cao nhất từ khi niêm yết và cũng là mức cao kỷ lục của một mã chứng khoán trong lịch sử giao dịch của sàn chứng khoán House. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn công ty cổ phần tập đoàn FEC. Gần 20% số cổ phiếu của FEC đã giao dịch trong phiên mùng 10 tháng 1, chiếm tỷ trọng 1 phần 10 thanh khoản sàn chứng khoán của House. Trong buổi sáng, cổ phiếu của FEC tăng trần lên 24.100 đồng trên mỗi cổ phiếu, nhưng kết phiên, cổ phiếu này đã giảm 6,2% xuống còn có 21.150 đồng. Đến phiên giao dịch vào ngày 13 tháng 1, giá cổ phiếu của FEC chỉ còn có 16.100 đồng trên mỗi cổ phiếu. Nghĩa là chỉ sau 5 phiên giao dịch giảm sàn, cổ phiếu FEC chỉ còn 2 phần 3 giá so với mức đỉnh với lượng dư bán gần 65 triệu cổ phiếu. Và cổ phiếu ROS của Quyết cũng chịu chung số phận như vậy, từ đỉnh 17.100 đồng cổ phiếu và chỉ còn có 11.250 đồng mỗi cổ phiếu, và chỉ còn như vậy là có 2 phần 3 giá trị so với lúc đỉnh chỉ sau có 5 phiên giao dịch, với lượng dư bán hơn 89 triệu cổ phiếu. Theo dự đoán của nhiều chuyên gia phân tích chứng khoán, giá các mã chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết sẽ còn giảm sàn nhiều phiên nữa. Các nhà đầu tư bị ông Quyết đánh úp sẽ mất rất nhiều tiền vì vụ này. Và bỏ bom bất động sản. Vụ thứ hai là vụ ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Tân Hoàng Minh, tuyên bố bỏ khoản tiền đặt cọc 588 tỷ với lô đất từ 3 đến 12 trên diện tích 10.060m2 tại khu đô thị Thủ Thiêm sau một tháng trúng thầu giá đất với giá 24.500 tỷ đồng. Đây là mức giá cao kỷ lục và phi thực tế không chỉ Việt Nam mà còn trên thế giới. Đây là hình ảnh
4 lô đất được đấu giá ở Thủ Thiêm. Giới chuyên gia đã bình luận rằng ông Dũng đã gây ra vụ này nhằm che giấu sự khó khăn về tài chính của tập đoàn Tân Hoàng Minh, nhằm quảng bá thương hiệu, nhằm tạo sóng tăng giá bất động sản để huy động tiền của ngân hàng để bán trái phiếu, vân vân. Tuy nhiên, lần này, theo tôi đánh giá, thì ván bài của ông Dũng chơi quá độc, quá lộ liễu, gây phẫn nộ trong dư luận đến mức ông Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng phải lên tiếng, khiến ông phải bỏ cọc, bỏ cuộc. Một động thái lạ của ông Dũng là thay vì gửi văn bản xin hủy bỏ cọc lô đất trên tới Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, mà trực tiếp là Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản của thành phố, thì ông lại gửi một bức tâm thư với lời lẽ phân trần, lâm ly, bi thiết tới các lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam, khiến cho dư luận càng thêm phẫn nộ. Và hậu quả tức thì lên môi trường đầu tư đã diễn ra trên diện rộng cả nước. Ông Trịnh Văn Quyết bán chui cổ phiếu FLC với số lượng khủng đã bị phanh phui, làm nhiều nhà đầu tư chứng khoán nắm giữ các cổ phiếu liên quan hoảng loạn, bán tháo, khiến các mã này rớt sàn nhiều phiên liên tiếp và chưa có dấu hiệu dừng lại. Giá nhiều cổ phiếu bất động sản trên sàn chứng khoán cũng chao đảo, giảm mạnh, ảnh hưởng đến chỉ số thị trường chung. Ông Đỗ Anh Dũng đã thổi giá đất lên cao ngất ngưởng qua đấu giá, có thể kích giá gây sốt ảo, làm nhiễu loạn thị trường của bất động sản, lại khiến ngân sách nhà nước thâm hụt thêm trong việc đền bù giải phóng mặt bằng cho các công trình xây dựng nhà ở và hạ tầng. Hơn nữa, ông Đỗ Anh Dũng trúng thầu rồi bỏ cọc còn làm rối loạn việc thẩm định giá, đặt cọc bằng giá khởi điểm cho các cuộc đấu thầu trong tương lai. Đây là hình ảnh ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh thắng thầu phiên đấu giá đất Thủ Thiêm. Các vụ việc trên đây do ông Trịnh Văn Quyết và ông Đỗ Anh Dũng gây ra đã tác động tiêu cực từ giới đầu tư trong và ngoài nước. Những việc đánh mất chữ tín của hai ông có thể cổ vũ cho các doanh nhân coi thường pháp luật, làm xói mòn lòng tin của giới đầu tư và tính minh bạch, công bằng của môi trường kinh doanh. Là người cùng với các đối tác từ Ba Lan theo dõi, đầu tư vào thị trường Việt Nam từ mấy năm qua, tôi ghi nhận từ trước rằng đây không phải là lần đầu tiên ông Quyết lén lút đánh úp các nhà đầu tư. Vào năm 2017, ông Quyết từng bán chui 57 triệu cổ phiếu ROS mà chỉ bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt có 65 triệu đồng. Quá nhẹ so với hậu quả ông ấy gây ra và hưởng lợi. Tôi đã viết bài phân tích trên Facebook khi đó cảnh cáo trường hợp này. Ông Dũng cũng từng có bề dày bỏ cọc sau khi trúng giá đất. Ngày 28 tháng 5 năm 2016, ông Dũng đấu giá thành công đôi bình Tứ Linh xứ Bát Tràng với giá khởi điểm là 900 triệu đồng, với giá chốt là 6,05 tỷ đồng. Vào ngày 6 tháng 6 năm 2016, ông Dũng tuyên bố bỏ cọc 50 triệu đồng. Tháng 6 năm 2015, ông Dũng đấu giá thành công khu đất vàng 23 Lê Duẩn ở Thành phố Hồ Chí Minh, rộng 3.000 mét vuông với giá 1.430 tỷ đồng. Sau đó lại bỏ cuộc. Đến tháng 6 năm 2016, ông Dũng lại đề nghị được mua lại lô đất trên với giá khoảng cùng tiền phạt là 260 tỷ đồng. Vào năm 2019, ông Dũng đã nhượng lại khu đất trên cho Techcombank. Chỉ phạt thôi thì cũng chưa thể đủ vì những điều kiện thuận lợi họ đã thu lại sau đó. Theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, hành vi không công bố thông tin về giao dịch chứng khoán sẽ bị phạt từ 3 đến 5% giá trị đăng ký giao dịch, nhưng không quá 1,5 tỷ đồng. Với số lượng 74,5 triệu cổ phiếu FLC bán chui trong phiên giao dịch vào ngày 10 tháng 1, giá trị theo mệnh giá là 745 tỷ đồng. Ông Quyết chỉ bị phạt có 1,5 tỷ đồng, thay vì ông Quyết bị phạt 37,25 tỷ đồng. Câu hỏi đặt ra là tại sao luật lại phạt thao túng chứng khoán lại có phần giới hạn mà không phạt theo tỷ lệ chung là 3 đến 5% để đảm bảo sự bình đẳng giữa các nhà đầu tư nhỏ với các nhà đầu tư lớn. Luật chứng khoán không chỉ phạt hành chính chiêu lệ, mà đối với các hành vi gây hậu quả nghiêm trọng phải răn đe bằng các biện pháp xử lý hình sự nghiêm khắc. Đây là hình ảnh sau khi tăng nóng kỳ lạ thì chứng khoán bất ngờ lao dốc sau thông tin về FLC giao dịch chui và Tân Hoàng Minh bỏ cọc. Được biết vào ngày 11 tháng 1 năm 2022, Bộ Tài chính đã ra quyết định về việc phong tỏa các tài khoản chứng khoán đứng tên ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần của Tập đoàn FLC với mã chứng khoán là FLC ở sàn HOSE. Thời điểm bắt đầu áp dụng biện pháp phong tỏa này kể từ ngày 11 tháng 1, thời hạn phong tỏa sẽ kéo dài cho đến khi Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định thay thế.
dư luận cũng đang ủng hộ biện pháp trừng phạt này đối với hành vi bán chui chứng khoán của ông Quyết, nhưng chưa đủ. Trong thời gian khi làm kinh doanh ở Việt Nam hơn một năm qua, trước khi trở về Warsawa vào tháng 11 năm 2021, tôi đã quan sát thấy chế tài phạt vi phạm luật chứng khoán và vi phạm luật đấu giá tài sản mà không nghiêm minh, không đủ mạnh, không đủ tính răn đe để tiếp tục tạo tình trạng coi thường pháp luật trong giới doanh nhân. Các vụ việc mới nhất đã làm chấn động giới đầu tư và làm méo mó, nhiễu loạn môi trường kinh doanh, ngăn dòng tiền đầu tư từ nước ngoài vào cũng như ở trong nước, vào thời gian Việt Nam cũng đang hết sức cần nguồn lực phục hồi kinh tế sau 2 năm chống chọi với đại dịch Covid. Thiết nghĩ bên cạnh phát triển một cách thích đáng, chính quyền cũng cần dứt khoát có thêm những hình thức chế tài phù hợp khác như cấm người và công ty vi phạm tiếp tục giao dịch trên sàn chứng khoán, cấm tham gia đấu giá có hình thức và có thời hạn, thậm chí là truy tố hình sự, tùy thuộc vào mức độ hậu quả do hành vi vi phạm đối với đối tượng đã gây ra. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 15 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Tổ chức quốc tế Việt Nam trừng phạt có hệ thống, bắt giữ và xét xử nhiều nhà hoạt động trong năm 2021. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế vào hôm 13 tháng 1 nhận định trong một phúc trình toàn cầu vào năm 2022 của mình rằng chính quyền Việt Nam trong năm ngoái đã trừng phạt một cách có hệ thống đối với các nhà hoạt động dám thách thức hiện trạng. Trong một báo cáo đưa ra cùng với phúc trình, tổ chức có trụ sở chính tại New York, Mỹ cho biết nhà cầm quyền đã tống giam ít nhất 63 người vì bày tỏ chính kiến hoặc tham gia các nhóm bị coi là chống chính quyền. Trong đó có nhiều người đã và đang phải nhận các bản án rất nặng nề sau các phiên tòa xử bất công. Trong năm 2021, một năm nặng trĩu với đại dịch COVID-19 và Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 13 của Đảng Cộng sản cũng buộc bầu cử quốc hội cũng diễn ra. Đây là hình ảnh các nhà báo độc lập và nhà hoạt động đã bị xét xử bao gồm Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, Phạm Chí Thành, Trần Đức Thạch, Đinh Thị Thu Thủy. Chính quyền Việt Nam đã núp bóng đại dịch COVID-19 để tiến hành đàn áp nặng tay đối với các nhà hoạt động ôn hòa, nên đa phần không bị nhận biết từ bên ngoài Việt Nam. Ông Philip Robertson, Phó Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế đã nói trong thông cáo như vậy. Ông nói tiếp, dường như chính quyền muốn xóa sổ phong trào bất đồng chính kiến đang lớn mạnh bằng các bản án tù thảm khốc trước khi thế giới chú ý trở lại. Trong phúc trình toàn cầu vào năm 2022 dài 752 trang là ấn bản thứ 31 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế, đánh giá việc thực hành nhân quyền trên gần 100 quốc gia. Theo Giám đốc điều hành Kenneth Roth nói trong phúc trình, thể chế chuyên quyền đang có xu hướng gia tăng. Ông cũng cho rằng các nhà lãnh đạo dân chủ phải làm tốt hơn các nhiệm vụ của mình như giải quyết các vấn đề trong nước và toàn cầu cũng như đảm bảo rằng thể chế dân chủ mang lại những lợi ích như đã hứa hẹn. Trong phần về Việt Nam, phúc trình nhận định rằng chính quyền Hà Nội đã hạn chế nghiêm trọng các quyền dân sự và quyền chính trị cơ bản, trong đó có quyền tự do biểu đạt, ngôn luận, thông tin, lập hội và nhóm họp ôn hòa, cũng như quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng của người dân. Những người lên tiếng phản đối đảng hay chính quyền phải đối mặt với việc bị công an đe dọa, sách nhiễu, cản trở việc đi lại, bị câu lưu và bắt giữ tùy tiện, và bị bỏ tù sau các phiên tòa không công bằng. Phúc trình đã viết ra như vậy. Công an đã giam giữ các nghi can chính trị hàng tháng trời mà không cho tiếp xúc với luật sư và thẩm vấn họ thô bạo. Các tòa án do đảng kiểm soát đã kết án các nhà hoạt động và blogger dựa trên cáo buộc ngụy tạo về an ninh quốc gia. Đây là hình ảnh các nhà hoạt động bị xét xử liên tiếp trong 3 ngày 14, 15 và 16 tháng 12 năm 2021. Từ trái qua đó là bà Phạm Đoan Trang, bà Nguyễn Thị Tâm, ông Trịnh Bá Phương và ông Đỗ Nam Trung. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế cũng cho biết trong năm 2021, các tòa án của Việt Nam đã xử ít nhất 32 người bị kết tội chỉ vì đăng các ý kiến phê phán chính phủ, trong khi công an bắt ít nhất 26 người khác với cáo buộc chính trị ngụy tạo. Trong tháng cuối cùng của năm ngoái, Việt Nam đã đưa ra xét xử một loạt các nhà báo và nhà hoạt động danh tiếng, cũng như tuyên cho họ những bản án dài hạn với cáo buộc là tuyên truyền chống phá nhà nước và lợi dụng quyền tự do dân chủ theo các điều của luật hình sự Việt Nam mà cộng đồng quốc tế luôn chỉ trích là mơ hồ.
Trong số những người bị kiện án vào tháng 12 vừa qua có Phạm Đoan Trang, nhà báo đoạt giải tự do báo chí của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ESF với bản án tới 9 năm tù. Đầu năm 2021, ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập và một blogger có tiếng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng bị đưa ra trước vòng móng ngựa cùng với các thành viên của hội trong phiên tòa xét xử đầu tiên của năm cho các nhà báo và ngay trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Dũng đã bị tuyên 15 năm tù và theo thống kê của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới là một trong hai nhà báo nhận án tù dài nhất trên thế giới trong năm qua. Với việc kết án thêm hơn một chục nhà báo trong năm ngoái, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới xếp Việt Nam trong top 3 nước giam giữ nhiều nhà báo nhất trên thế giới, chỉ sau có Trung Quốc và Myanmar mà thôi. Đây là hình ảnh thống kê của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cho biết Việt Nam giam giữ 43 nhà báo tính đến giữa tháng 12 vừa qua. Việt Nam cũng chưa lên tiếng trước phúc trình toàn cầu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế, nhưng Bộ Ngoại giao ở Hà Nội luôn phản bác các chỉ trích của quốc tế về hồ sơ nhân quyền được xem là yếu kém của mình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao bà Lê Thị Thu Hằng hồi vào tháng 11 vừa qua đã nói rằng chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trong một cuộc phỏng vấn đầu tháng này, ông Vũ Quốc Ngữ, Giám đốc Tổ chức Người bảo vệ nhân quyền cho rằng đại dịch và sự thờ ơ của các chính phủ phương Tây là lý do khiến cho chính quyền Hà Nội tiếp tục tăng cường đàn áp nhân quyền trong năm qua. Cũng theo phúc trình của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế, trong khi đàn áp gia tăng ở Việt Nam, Ủy ban Liên minh châu Âu chưa làm gì để thể hiện được vị trí mạnh hơn đối với khả năng giải quyết tình trạng vi phạm nhân quyền đối với Hà Nội, vốn đã được ghi nhận trong Hiệp ước Thương mại Tự do giữa châu Âu và Việt Nam, viết tắt là EVFTA, đã có hiệu lực từ tháng 8 năm 2020. Các nhà tài trợ quốc tế của Việt Nam cũng cần phải thôi ngoảnh mặt làm ngơ trước hồ sơ nhân quyền tồi tệ của chính quyền Việt Nam và gây sức ép với giới lãnh đạo nước này để chấm dứt việc người dân Việt Nam phải chịu đựng nhiều hơn nữa. Ông Robertson đã nói như vậy. Chính quyền thành phố Tuyên Quang cũng vừa bắt giam nhà báo độc lập Lê Mạnh Hà, chủ một kênh YouTube chuyên lên tiếng cho những người dân bức xúc về các việc tranh chấp đất đai và các vấn đề xã hội, theo tin từ gia đình ông. Đây là hình ảnh nhà báo độc lập Lê Mạnh Hà với kênh YouTube Tiếng Dân TV. Bà Ma Thị Thơ cho đặt Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ hay, chồng bà bị một nhóm các quan chức chính quyền bắt đi từ sáng sớm ngày 12 tháng 1 khi ông đến huyện Chiêm Hóa mời đám hỏi cho con gái và ông bị giải về nhà ở thành phố Tuyên Quang để khám xét nơi ở vào buổi trưa cùng ngày. Trong nhà thì có khoảng 30 người vào, còn ngoài kia thì có người chắn đường, có cả y tế, có khoảng cả 50 người mặc sắc phục và thường phục. Sau khi lục soát nơi cư trú của gia đình ông Lê Mạnh Hà ở xã Kim Phú, chính quyền tịch thu một số vật dụng. Bà Thơ cho biết, cơ quan chức năng khám xét lấy đi hơn 20 quyển sách, toàn sách luật do nhà xuất bản Việt Nam sản xuất. Họ lấy hai cái laptop của chồng bà. Bà nói anh ấy làm kênh YouTube trên máy này nên người ta thu giữ hết, với lại cả cái điện thoại của tôi vì tôi theo dõi kênh của anh ấy bằng điện thoại của tôi. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng liên hệ với chính quyền thành phố Tuyên Quang và chính quyền tỉnh Tuyên Quang để tìm hiểu về vụ bắt ông Hà, nhưng chưa được phản hồi. Thông báo của Công an tỉnh Tuyên Quang đề ngày 13 tháng 1 mà gia đình vừa nhận được cho biết ông Lê Mạnh Hà bị bắt theo điều số 117 là tuyên truyền chống nhà nước. Đây tiếp tục hình ảnh là ứng cử viên đại biểu Quốc hội Lê Trọng Hùng với chương trình tranh cử trên kênh YouTube CHTV mới đây cũng bị tuyên xử 5 năm tù với cáo buộc chống nhà nước. Kênh của ông là tập hợp tiếng nói đa dạng của những người dân không được đền bù thỏa đáng trong các cuộc tranh chấp đất đai, bức xúc trong xã hội và lên án tệ tham nhũng. Chồng tôi là chuyên giúp dân oan, như đi đòi đất đai, việc của anh ấy làm là đòi quyền lợi cho dân, chứ tôi không thấy có cái gì là chống phá nhà nước. Anh không vào hội nhóm nào cả, bà Thơ cho biết thêm. Vào tháng 1 năm 2022, ông Lê Mạnh Hà đã viết trên trang Facebook Lê Mạnh Hà về cuộc chiến đấu không cân sức trong việc bài trừ tham nhũng. Ở Việt Nam, tham nhũng đã chiến thắng người dân vì tham nhũng được trang bị vũ khí hiện đại. Người dân không được trang bị vũ khí ngoài chiếc điện thoại để chống lại tham nhũng. Ông Lê Mạnh Hà là một trong những nhà báo độc lập, những người bình luận trên trang Facebook và YouTube mới đây bị bắt hay xét xử tại Việt Nam chỉ vì lên tiếng chỉ trích chính quyền.
ông Nguyễn Thái Hưng và vợ là bà Vũ Thị Kim Hoàng vào hôm 5 tháng 1 cũng bị chính quyền tỉnh Đồng Nai bắt giam với cáo buộc là lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo điều 331 của Bộ luật Hình sự. Nhà báo độc lập Lê Trọng Hùng, người nổi tiếng với các chương trình phát hình trực tiếp trên YouTube về các vấn đề tranh chấp đất đai và xã hội, cũng vừa bị một tòa án ở Hà Nội tuyên phạt tới 5 năm tù vào hôm 31 tháng 12 năm 2021 với cáo buộc là tuyên truyền chống nhà nước.